Là một trong ba địa phương được lựa chọn thí điểm triển khai đề án phân loại rác thải tại nguồn, đề án bước đầu mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho môi trường của thị xã du lịch Sapa. Tuy nhiên, đã xuất hiện một số hạn chế bất cập, nhất là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và khách du lịch. Nhà hàng Thắng Cố, A Quỳnh, đường Thạch Sơn. Tại đây, việc phân loại rác thải và chuyển rác ra đường được nhân viên tuân thủ theo đúng quy định. Nhà hàng chúng tôi thì đúng 4 giờ chiều. Làm chung nhà chúng tôi là bắt đầu di chuyển rác từ bên trong nhà hàng dẫn ra phía bên ngoài. Và khi ra phía bên ngoài thì nhà hàng chúng tôi luôn luôn là phân loại rác hữu cơ riêng, rác hữu cơ và vô cơ ra vô cơ. Để bên môi trường đến và người ta thu gom rác là họ không cần phải phân loại rác nữa. Ở quy mô hộ gia đình, anh Phạm Quốc Duy luôn có ý thức chấp hành việc phân loại rác thải, góp phần vào giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Quy định chung của thị xã là em cũng phân loại, rồi là rác vô cơ và hữu cơ. Hai loại ấy phải bỏ riêng khác nhau. Rồi là cũng về môi trường của Sapa. Nên là chúng em cố gắng tuân thủ theo quy định. Tuy nhiên, những hộ dân có ý thức chấp hành việc phân loại rác thải lại chưa nhiều. Theo thống kê từ Xí nghiệp Môi trường thị xã Sapa, chỉ có khoảng 70% số hộ gia đình thực hiện đúng quy định phân loại rác. Lượng khách du lịch tăng cao cũng làm gia tăng khối lượng rác thải không phân loại. Ước tính trung bình mỗi ngày có khoảng 30 tấn, ngày cao điểm có thể lên đến 40 đến 45 tấn. Trong khi công nhân trực tiếp chỉ có 33 người, chịu trách nhiệm thu gom trên 105 tuyến đường với tổng chiều dài gần 52 km, gây nhiều khó khăn cho việc thu gom xử lý. Nhưng mà một số nhà hàng và một số cá nhân hộ gia đình là vẫn chưa chấp hành được tốt. Một số nhà hàng thì rác vẫn còn để lẫn lộn rất là gây cái năng suất lao động của chúng tôi nó bị giảm. Chúng tôi phải thêm một cái thao tác là phải nhặt rác vô cơ từ trong cái thùng rác hữu cơ ra. Đấy là chúng tôi phải mất thêm một cái công đoạn đấy nữa. Cho nên làm sao mà chúng tôi cũng mong làm sao mà tất cả các hộ dân và các nhà hàng khách sạn là chấp hành tốt cái việc phân loại rác. Chúng tôi thì trong cái quá trình đi làm chúng tôi cũng cố gắng là vận động tuyên truyền người dân. Thế tuy nhiên là cũng mong mỏi là thứ nhất là đối với bản thân của người dân cũng có cái ý thức hơn để làm sao chúng ta luôn giữ gìn cho cái Sapa của chúng ta xanh sạch đẹp. Và thứ hai là đối với các cấp chính quyền thì cũng cùng chúng tôi là tuyên truyền vận động rồi cũng như có các cái biện pháp để xử lý khi mà có những cái vi phạm đối với cái việc mà phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Phân loại rác tại nguồn là rất cần thiết, hỗ trợ tốt cho quá trình thu gom, xử lý. Vậy nên việc nâng cao ý thức của người dân, các đơn vị kinh doanh, nhà hàng, khách sạn là rất quan trọng. Đồng thời các địa phương của thị xã cũng tăng cường tuyên truyền tới khách du lịch, cùng chung tay phân loại rác thải, góp phần giữ cho môi trường thị xã du lịch sạch đẹp, văn minh.